Mến chào quý khán thính giả của TBST. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày 28 tháng 10 và sau đây là phần điểm tình chính. Thị trấn Trung Quốc đột ngột mất 31% dân số, đáng sợ đến mức nào mà làm dư luận bùng nổ. Tập Cận Bình bắt đầu cuộc đại thanh trừng đối với dư đảng của cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân. Mỹ điều tàu chiến, máy bay do thám Trung Quốc hơn 2.000 lần trong năm 2021. Mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết sau đây. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 10, thị trấn Tai thuộc thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm ra thông báo chính thức. Dân số của bốn ngôi làng là Dông Ly, Minh Sơn, Da Linh và Tai Phu trong thị trấn chỉ còn 1.195 người, giảm 31,44% so với kết quả điều tra dân số quốc gia được công bố vào tháng 5 là 1.743 người. Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, thông báo của chính quyền thị trấn Pingtai nhanh chóng làm bùng nổ những nghi ngờ lớn. Theo nhiều chuyên gia, nếu kết quả điều tra dân số này là đúng thì tình trạng sụt giảm dân số ở Trung Quốc ngày càng trở nên đáng báo động hơn nữa. Trong một tuyên bố nhằm giải độc dư luận về nguy cơ sụt giảm dân số tổng thể, Bắc Kinh cho biết, cuộc điều tra dân số được tiến hành 10 năm một lần cho thấy dân số Trung Quốc vẫn tăng. Theo kết quả điều tra dân số vào năm 2020, Dân số Trung Quốc là 1,41 tỷ người, tăng khoảng 72 triệu so với mức 1,34 tỷ người của cuộc điều tra dân số năm 2010. Những mức sinh giảm từ năm thứ tư liên tiếp, từ 18 triệu năm 2016 xuống 12 triệu năm 2020. Trong khi đó, dân số nước này cũng đang già đi nhanh chóng. Số người trên 65 tuổi hiện chiếm 13,5% tổng dân số Trung Quốc, tăng so với 8,9% của năm 2010. Chính quyền thị trấn Pintai giải thích rằng, sở dĩ dân số địa phương này giảm sốc là do họ phải điều chỉnh số lượng nhân khẩu thường trú để thể hiện chính xác hơn số người đã được xét nghiệm COVID-19. Họ cũng cho biết, dân cư khu vực này thường xuyên di chuyển đến những nơi khác làm việc, khiến cho báo cáo dân số giảm mạnh. Tuy nhiên, những lời giải thích này chưa thuyết phục được dư luận và các chuyên gia nhân khẩu học. Di Phu là nhà nghiên cứu cấp cao và là chuyên gia dân số tại Đại học Wisconsin-Madison của Mỹ cho biết, Người dân và các giới chức cần quan tâm đúng mức đến sự việc này. Giờ đây chỉ trong một thị trấn ở tỉnh Cát Lâm, họ đã phải báo cáo giảm 30% dân số. Tôi thật sự nghi ngờ rằng các quan chức địa phương đã báo cáo sai sự thật về dân số trong cuộc điều tra dân số vừa qua. Dữ liệu dân số của một quốc gia là rất quan trọng vì nó giúp xác định một loạt các khoản chi tiêu công và thuế, cũng như lượng tiền được phân bổ cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và xóa đói giảm nghèo cộng với các khoản thanh toán chuyển khoản hàng năm từ chính quyền trung ương. Trên thực tế, nguy cơ dân số sụt giảm đang thực sự khiến giới chức Trung Quốc lo lắng. Nhưng cuộc điều tra cho thấy, người dân nước này đang có xu hướng thích sống độc thân, không muốn kết hôn và sinh con. Thậm chí vì quá chán nản với cuộc sống hiện tại, giới trẻ Trung Quốc đã khiến ban lãnh đạo quốc gia này đau đầu khi theo đuổi phong trào thang binh, tức là nằm yên và mặc kệ đời đã có những tranh cãi và suy đoán và lý do đằng sau sự thay đổi của thị trấn Binh Thoi, cũng như đặt câu hỏi liệu các nơi khác có cần điều chỉnh tương tự hay không. Một người dùng đặt câu hỏi trên trang Weibo của Trung Quốc, làm sao một địa phương nhỏ là có thể giảm hơn 30% dân số trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Đây có phải là một trường hợp cá biệt hay là những nơi khác cũng gặp vấn đề tương tự? Một người khác đã viết, nếu dân số thực tế giảm đúng như vậy thì số lượng công chức và chi tiêu công cũng phải được giảm càng sớm càng tốt. Tuy nhiên còn có người cho rằng có thể cư dân đã rời khỏi thị trấn sau cuộc điều tra dân số. Theo bản tin điều tra dân số quốc gia lần thứ 7 của thành phố Bạch Thành, nhân khẩu thường trú bao gồm những người sống trong thị trấn và có hộ khẩu tại đây, người đến từ bên ngoài và sống ở thị trấn trên 6 tháng, người có hộ khẩu tại thị trấn nhưng đi vắng chưa quá 6 tháng, hoặc là những người đang làm việc và học tập ở nước ngoài. Tập Cận Bình bắt đầu cuộc đại thanh trừng đối với dư đảng của cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân. Vào hôm 16 tháng 10, theo trang web của Bộ Công an Trung Quốc, ông Triệu Khắc Chí đã chủ trì cuộc họp của Bộ Công an, nghe báo cáo của Cục Mật vụ Bộ Công an và 8 đơn vị thuộc Bộ Công an về việc đẩy mạnh công tác, chấn chỉnh, thanh trừng ảnh hưởng của nọc độc, độc. Tại cuộc họp, ông Triệu đã nhấn mạnh, phải tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa công tác thanh trừng ảnh hưởng độc hại của băng đảng tôn lực quân. Phải luôn đặt việc thanh trừng ảnh hưởng của băng đảng chính trị tôn lực quân là ưu tiên hàng đầu. Phải làm được thấy người, thấy việc, thấy manh mối và phải tìm ra những người và việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật, kỷ luật có liên quan đến tôn lực quân. Đồng thời trừng trị nghiêm khắc đối với những người không chủ động nói rõ vấn đề, người vẫn u mê không tỉnh ngộ, như vậy thì cuộc họp này tương đương với việc gọi là bề đảng còn sót lại của Tôn Lực Quân, chủ động ra đầu thú và một cuộc thanh trận lớn là điều không thể nào tránh khỏi. Vào ngày 18 tháng 10, kênh truyền thông nước ngoài Doorway News đã đăng một bài bình luận nói về tuyên bố của ông Triệu Khắc Chí, đang rõ ràng muốn truyền tải thông điệp rằng vụ án Tôn Lực Quân sẽ là tầm điểm của việc chấn đốn. Những vụ án mà ông Tôn từng can thiệp, những đơn vị phụ trách và cả những băng đảng mà ông ta lôi kéo đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc hệ thống an ninh nội địa, hệ thống chống ít giáo và các cơ quan liên quan đến Hồng Kông, mặc cao mà Tôn chịu trách nhiệm trong thời gian dài sẽ là trọng tâm của cuộc điều tra. Tôn Lực Quân là cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, ngã ngựa vào tháng 4 năm 2020 và bị khai trừ đảng và công chức vào ngày 30 tháng 9 năm nay. Trong thông báo chính thức của Trung Quốc, Tôn Lực Quân bị liệt kê hơn 40 tội danh. Thông báo chỉ ra là tham vọng chính trị của Tôn cực kỳ bành trướng, phẩm chất chính trị xấu quan điểm về quyền lực, thành tích chính trị lệch lạc, tùy tiện thảo luận về các chính sách lớn của Ủy ban Trung ương Trung Quốc, phát tán, tạo ra tin đồn chính trị và tham ô vô độ, mua bán quyền lực bằng tiền một cách trắng trợn, nhận khoản tiền khổng lồ một cách phi pháp. Báo cáo còn cả buộc tôn không từ thủ đoạn nào để thao túng quyền lực, kết bè kéo phái, nuôi dưỡng quyền lực cá nhân trong nội bộ đảng, hình thành nhóm lợi ích, kiểm soát các cơ quan chủ chốt trong các băng nhóm, phá hoại nghiêm trọng sự đoàn kết và thống nhất của Trung Quốc gây nguy hiểm cho an ninh chính trị. Hệ thống chính trị pháp luật của Trung Quốc từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của các tay sai như là Giang Trạch Dân, như là La Cán, Chu Vĩnh Khang. Sau khi lên nắm quyền, ông Tập vẫn luôn không ngừng thanh trần tay chân của phe đối lập. Ông Cao Quang Tuấn, một luật sư sống tại Mỹ từng giảng dạy trong hệ thống công an Trung Quốc, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng, ông Tập đã hạ gục một số quan chức trong đảng như là Tôn Lực Quân, Cung Đạo An, mục đích là để thanh trừng cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ, người đứng sau thao túng băng đảng này. Ông Tập vẫn chưa hoàn toàn nắm được chui dao, và đây là một mối bận tâm lớn với ông ấy. Hai ngày sau khi Tôn Lực Quân bị song khai, ông Phó Chính Hoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc ngã ngựa. Ngoại giới đồn đoán rằng liệu vụ án của Tôn Lực Quân có liên quan đến vụ án Phó Chính Hoa hay không? Nhà bình luận thời sự Vương Hữu Quần đã nói, Phó Chính Hoa từng là giám đốc phòng 610 của Ủy ban Trung ương Trung Quốc và Tôn Lực Quân từng là phó giám đốc của phòng này. Có thể Tôn là tài sai của phó. Như vậy khả năng cả hai đồng mưu phạm tội là rất cao. Ngoại giới cho rằng ông Tập sẽ tìm cách tái đắc cử trong đại hội. Ngoài ra, việc ông Tập thanh trừng hệ thống chính trị pháp luật cũng có thể nhằm răng đe các lực lượng chống lại ông và mở đường cho các cuộc bầu cử sắp tới. Mỹ điều tàu chiến, máy bay do thám Trung Quốc hơn 2.000 lần trong năm 2021. Vào ngày 27 tháng 10, tờ South China Morning Post dẫn lời một nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho biết, các tàu chiến và máy bay của Mỹ trong năm nay đã thực hiện hơn 2.000 hoạt động do thám nhắm vào Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Cao Dông Trung tại Học viện Khoa học Quân sự Quân đội Trung Quốc, mục tiêu hoạt động giám sát của tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ hướng đến là các đảo đáng ngầm mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, cũng như khu vực ven biển của nước này. Phát biểu tại diễn đàn sân lần thứ 10 trong tuần này, họ Cao cho biết tần suất cao của các hoạt động trinh sát liên tục như vậy gây nguy hiểm cho an ninh, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối kiên quyết từ Trung Quốc và làm tăng nguy cơ đối đầu. Chuyên gia này cũng cáo buộc Mỹ đã thực hiện một loạt hành động thách thức chủ quyền và an ninh Trung Quốc, cũng như đang cố gắng ngăn chặn Bắc Kinh trong những lĩnh vực thương mại, khoa học và công nghệ. Theo ông Cao, hành động của Mỹ đã buộc Trung Quốc có những biện pháp đối phó và sẽ cản trở hai bên hợp tác trong các vấn đề như là kiểm soát vũ khí và an ninh khu vực hai bên cần giảm rủi ro bằng các quy định hành xử an toàn và liên lạc tốt hơn đồng thời mỹ cần điều chỉnh cơ bản chính sách với trung quốc và không coi nước này là mối đe dọa ngoài các chiến dịch tự do hàng hải công khai do các máy bay và tàu hải quân mỹ thực hiện các tàu bay trinh sát tàu chiến và tàu ngầm cũng theo dõi các căn cứ không quân và hải quân trung quốc bắc kinh cũng cáo buộc mỹ ngụy trang máy bay chiến đấu thành máy bay dân sự để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát gần bờ người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân cho hay không quân Mỹ đã thực hiện việc này ít nhất 100 lần trong năm 2020. Hồi tháng 8 năm 2020, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phản đối việc một máy bay do thám của Mỹ đi vào vùng cấm bay ở biển Hoàng Hải trong một cuộc tập trận của quân đội nước này. Trong tháng này, Bắc Kinh đã yêu cầu Washington giải thích sau khi tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut và phải một vật thể tại Biển Đông. Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về sự cố khiến 11 thủy thủ bị thương, khiến Trung Quốc lo ngại về nguy cơ rò rỉ hạt nhân. Hiện chưa có phản hồi từ phía Mỹ liên quan đến thông tin trên của chuyên gia cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo sự thật. Bích Trâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.